Vâng, tôi em xin chào toàn thể các bác đam mê nội bộ mềm chim đêm nhé. Đây là thành quả đàn đêm là vùng hôm qua các bác nhé. Vâng, chim vẫn đi mạnh các bác nhé. Đấy, đây là thành quả được khoảng hơn mười mấy tên thôi, đủ ngày công anh em nằm vùng các bác nhé. Đấy, và âm ly vẫn đạt tiếng tốt đều các bác nhé. Đấy, đây là âm ly trồng móm rất chi hiệu quả cho anh em. Đấy, và lưới bên em có đầy đủ các bạn là các bác nhé. Đấy, vẫn phục vụ các bác có mùa bẫy chim đêm năm nay. Đấy, đây vẫn lưới, vẫn bản bã trên cha, vẫn trên trường xưa các bác nhé. Đấy, chim vẫn đi đà vào mạnh. Đấy, và hôm nay ta tăng cường thêm một tay lưới nữa để phục vụ cho các bác. Đây các bác, đây là một tay lưới và bên kia một tay lưới các bác nhé. Đấy, đây là lưới bên em, là lưới 7 phân mắt 7 các bác nhé, 5 diềm 4 túi. Đấy, cao 7 mét, sợi rất chi là dài, các bác nhìn kiểu tầng hình rất chi là cao. Đấy, và là sau một đêm làm thành quả, báo cáo thành quả cho các bác. Đấy, chim vẫn đi đà vào mạnh. Đấy, và chúng ta sắp chấp chiến đang vào vừa nhất là cúc biển, chích ré và vạc và sơm cầm và le le các bác nhé, hay là vào vịt dời đó, le le và vịt dời vẫn bắt đầu đi mạnh rồi các bác. Thời điểm này bắt đầu chúng ta bắt đầu đánh chiến và gọi là đánh mạnh rồi, chim đi mạnh rồi. Các bác thấy rằng hiện nay các anh em trong hội báo cáo tỷ số rất chi là nhiều. Đấy, và cũng thoải mái đặt ngày công các bác nhé. Đấy, chim đâm rất chi là nhiều, và lưới mất 7 lưới đa năng nhất và hiệu quả nhất hiện tại bây giờ, đánh được tất cả các loại chim. Và đặc biệt là chống trèo chim độ túi rất chi là sâu đây các bác nhé, túi rất chi là sâu. Đây, em cầm đây, các bác biết là túi rất chi là sâu, đảm bảo chim không mà trèo được. Đấy, các bác năm bác bảo là chim trèo được, nhưng đây là lưới các bác nhé, không mà trèo thoải mái, chim không mà trèo chỉ đâm vào chỉ mắc vào túi thôi, không lo về chống trèo được, vì nó là 5 diềm 4 túi nên thoải mái là đâm diềm nào cũng được các bác nhé. Đa số là đâm chim đâm là diềm thứ 3, thứ 4 thôi nhiều. Đấy, như trèo nếu đâm nó ở túi trên cao ấy thì thi thoảng thôi, đa số là chim khi đâm vào loa hoặc đâm vào túi lưới chỉ đâm diềm thứ 3, thứ 4 thôi các bác nhé. Đấy, đây là bác cao thủ nên các bác hiện tại đang tăng cường thêm lưới. Đấy, các bác nhìn thêm lưới rất chi thêm tăng nửa cưới về chim đang đi rất chi là mạnh rồi. Đấy, nên tăng cường thêm lưới để đạt hiệu quả ngày công hơn. Đấy, các bác nhé, nhóm bác đang chạy đánh được rất chi nhiều sâm và vịt trời le le. Đấy, và tại miền Bắc đang ba chim chủ lực đó là sâm cầm, cúc biển, chích ré đó và vịt trời le le. Đấy, còn miền Nam các bác bắt đầu quay trên chiến đó là chích ré thôi và rẽ run. Các bác miền Nam hiện nay đang báo về đã đánh rẽ run, bắt đầu di cư vào miền Nam rồi, và chích ré bắt đầu cũng di cư vào miền Nam rất chi là nhiều. Các bác báo về cho shop là chim hiện tại đang vào miền Nam rất chi là nhiều rồi. Đấy, đây là lưới độ tầng hình rất chi là cao, và lưới chúng ta có thể là chia cọc cũng không nhất thiết phải mua ra cái cọc lớp kia. Các bác làm lớp tận dụng những cái lưới ở các bác có lứa tre hoặc là cây cọc mà nó thẳng, nó chỉ tầm ta cao tầm 4 mét này thôi. Đấy, em đứng từ đây cao khoảng 4 mét này thôi. Nè, các bác để làm sao chia khoảng túi cho nó hợp lý, và cái chia cọc làm cao nó vừa tầm lưới thôi, chứ không cần cao lắm đâu. Bởi vì chim đêm khi chúng ta bật tiếng lên hầu như là chim sẽ lao vào túi các bác nhé, chim lao vào túi nên vậy nó sẽ tao tầm khoảng từ lưới thứ 2, thứ 3, lưới thứ 4 các bác nhé, chứ không cần cao lắm đâu nhé. Đấy, và đây là 200 mét lưới các bác nhé, 200 mét lưới thoải mái các bác, mới đánh bác chỉ cần 200 mét lưới này thôi cũng thoải mái ngày công rồi. Đấy các bác nhé, và video xin kết thúc ở đây, và chia sẻ cách đánh thì âm ly 2-1 này nói chung là các bác thấy rằng rất chi là hiệu quả, hữu ích cho các bác, bởi vì chúng ta thấy rằng qua rất chi nhiều bàn đánh, các bác hồi xưa chỉ cần một tiếng file thôi, nhưng bây giờ hầu như các bác cần 2 tiếng file độc lập nhau, như giả sử là gọi đàn, gọi bầy, đấy nó sẽ hiệu quả hơn là chúng ta chỉ đánh một tiếng chích, đó là tiếng chích gọi bầy thôi nhé. Và tiếng vạc các bác sẽ, một là tiếng vạc gọi bầy, hai là tiếng vạc cắn thì chính là con vạc đang tranh nhau cắn nhau đó, ăn nhau thì sẽ hiệu quả hơn.
Và sâm cầm thì thường thường các bạn ấy kẹp theo đó là sâm cầm và vịt trời, chè lê sẽ hiệu quả hơn vì hai con ấy đi cùng với nhau nhiều hơn. Vâng, video xin kết thúc ở đây. Các bác có nhu cầu về lưới, loa, lưới, chắc tép để đánh chim đêm thế này, gọi alo cho shop nhé. Shop sẽ gửi tận nhà cho các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán. Xin chào các bác ở những video tiếp theo nữa, và shop sẽ báo thêm phải thêm nữa các bác nhé.